Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Gamer của mình. Thì hôm nay mình phát hiện ra cái app Star Network nó có cập nhật mới các bạn. Thì nếu như các bạn đang đào thì chúng ta hãy đi vào cập nhật. Còn bạn nào chưa đăng ký thì các bạn hãy đi vào mô tả video đăng ký đi các bạn. Mã giới thiệu của mình vẫn là Pikachu ra màn hình nha. Rồi bây giờ để cập nhật các bạn hãy lập tức đi vào cái CH Play App Store. Rồi các bạn gõ vào Star Network nha. Nè các bạn gõ này nè. Thôi để mình gõ luôn cho các bạn nè. Star Network. Đó. Sau đó các bạn enter. Thì các bạn sẽ thấy cái hình màu xanh này nha, có hình tên lửa và cái chữ cập nhật. Thì các bạn hãy lập tức vào bấm cái chữ cập nhật các bạn. Chắc có lẽ là từ đây trở về sau có thể có biến gì đó cho nên là đã có cập nhật mới nha. Rồi các bạn đợi một chút xíu cho nó cập nhật các bạn nha. Thì các bạn biết cái app Star Network này á, nó tăng thành viên rất là nhanh các bạn. Từ 6 đến 10 ngày là nó tăng 100.000 thành viên các bạn. Và nó đang đào với tốc độ là 0.4 Star trên 1 giờ nha. Đó, mà nếu như các bạn làm chậm thì sau này nó giảm tốc độ rất là nhanh khi đạt 10 triệu nha. Nó giảm một nửa tốc độ các bạn. Cho nên là các bạn hãy lập tức đăng ký đi các bạn. Nếu như các bạn không biết thì hãy đăng ký ngay và đào. Bởi vì đến tháng 11 này á, nó sẽ cho KYC toàn diện. Và theo thông báo của nó là như vậy. Và đến tháng 12 thì lên sàn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải chờ đợi thực tế nha. Có nói là nó đã ghi chép như vậy trong cái sách trắng của nó đó các bạn. Nên là các bạn hãy lưu ý điều này. Rồi sau khi các bạn cập nhật xong, các bạn hãy bấm mở giúp mình nha. Để chúng ta xem là trên cái app này có gì mới các bạn nha. Hãy lập tức làm ngay. Và lúc trước mình có cho các bạn xem một bài báo là của newsquay.com.nr các bạn. Nó nói là Binance sẽ list sàn 4 cái loại điện tử. Thì trong đó Bi là số 1, số 2 là Chitmoon, số 3 là Star Network. Số 1 là Bi, số 2 là Co, số 3 là Chitmoon và số 4 là Star Network này. Cho nên là thông tin nó là như vậy. Thì hy vọng là nó đúng như vậy và chúng ta sẽ có được cái con Star này ngon. Cho nên là các bạn bây giờ các bạn cần phải đào trước đi để các bạn tích lũy. Bởi vì một ngày mà không có 4 Star đó, một giờ mà không có 4 Star mà các bạn nhân cho 24 giờ thì các bạn đào đâu được có bao nhiêu đâu. Ngày các bạn đào được khoảng gần 10 Star thôi, rất là ít ha. Một tháng là các bạn đào được khoảng 300 thôi, không nhiều đâu. Cho nên là các bạn cần đào sớm. Mà đang là 0.4 là tốc độ cũng khá cao đó các bạn. Mà tính ra thì thu nhập đào được Star cũng rất là ít ha. Một tháng thì được vài trăm thôi, không có cao. Cho nên là cần phải làm sớm và tuyển nhiều rep. Nếu như các bạn có khả năng tuyển rep, còn nếu không có thì các bạn đào solo siêng năng là được. Rồi bây giờ các bạn ơi, nó có một cái điều mới các bạn. Nó xuất hiện chữ Overvolt, Overvolt and Crypto Accomplice gì nè, Mission Withdraw ngay lập tức. Chúng ta bấm vào check over để các bạn xem nó như thế nào. 1.000 star là tương đương 1 USDC các bạn. 1.000 star gold tương đương với 1 USDC. Rất tuyệt vời các bạn. Nè nè, mấy các bạn xem thêm nha. Tiền thưởng giới thiệu. Đó, bạn thắng nếu họ thắng. Quảng cáo ứng dụng. Cái này là quảng cáo ứng dụng và trò chơi của chúng tôi với mạng lưới bạn bè và người theo dõi của bạn vào giành chiến thắng. 10% referral bonus on USDT. USD các bạn. Đó, các bạn xem thêm thông tin các bạn, quá tuyệt vời các bạn. Đó. Cái này thì mình cũng chưa hiểu lắm, tuy nhiên là các bạn có thể mò thêm nha. Bởi vì mình thấy cập nhật thì mình cập nhật thôi. Gâu đến ơn nè, các bạn đi đến việc kiếm tiền nè. Chúng ta xem mà kiếm như thế nào. Nó qua cái này các bạn. Đó, các bạn xem đây nha. Nè, chắc có lẽ là trò chơi đây các bạn. Không biết là như vậy. Rất là nhiều các bạn. Quá chừng luôn nè. Nó có khảo sát nữa các bạn. Có nghĩa là cái này là mỗi cái trò chơi nữa các bạn. Kiếm thêm á. Các bạn có thể thử cái này sao không được 20 nè.
Nói chung là về vấn đề game thì mình không có thường sử dụng cho nên là không có rành lắm các bạn. Các bạn có thể mò thêm nha. Đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm để các bạn nhận được phần thưởng nha. Phần thưởng này mà rút ngay lập tức đó các bạn, mà lại là USDC nữa chứ. 1000 star là gâu rồi các bạn, được một ít USDC đó các bạn. Khiếp vậy. Đó. Rồi các bạn nào có thể chơi đồ chơi hay các bạn có thể bình luận dưới video nha, để mọi người có thể tham gia. Và bạn cũng có thể mời thêm mọi người nha, bằng cách là bấm vào cái nút này để người ta chơi các bạn được hưởng 10%. Đó thì máy giới thiệu của mình vẫn là Pikachu các bạn nha. Các bạn hãy đăng ký đi. Thì cách đăng ký ở trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên đó, các bạn click vô các bạn đăng ký là được. Khi các bạn đăng ký xong các bạn có thể chơi đồ chơi Overwatch này. Rồi. Thì app nó mới cập nhật như vậy, mình hy vọng là sắp tới này sẽ cập nhật nhiều hơn. Thì khoảng một tháng nay nó rất im lìm nha. Tuy nhiên hôm nay nó lại cập nhật các bạn nha. Các bạn biết nè, nó đạt 3,5 triệu thành viên rồi các bạn nha. Cách đây một ngày nha, cách đây một ngày nha. Và các bạn xem nè, 3,4 triệu thành viên cách đây 11 ngày các bạn. Mà trừ có ngày hôm qua, chả như là khoảng 10 ngày là nó được 100 ngàn thành viên. Các bạn thấy khủng khiếp chưa? Nó tăng rất là nhanh các bạn. Và thậm chí có ngày á, có 6 ngày là nó tăng 10 thành viên các bạn nè. Các bạn xem nè, 3.300 nè. Cách với 3.400 chỉ có 5 ngày thôi các bạn nè. 16 trừ cho 11 còn 5 ngày các bạn. Khủng khiếp chưa? 5 ngày đã đạt 100.000 thành viên. Thì các bạn nghĩ nếu các bạn không đăng ký, người ta đăng ký hết thì thôi các bạn đào chậm, các bạn không có gì hết. Đó, cho nên là chúng ta phải tranh thủ. Chúng ta phải tranh thủ đào nha. Rồi, chúc các bạn thành công. Và nhớ đăng ký kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả, để khi mình có thông tin mới mình cập nhật thì các bạn kịp thời theo dõi nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại lần sau.